Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay tôi có một cái ứng dụng này rất là hay mọi người ạ. Cho anh em nào chưa biết về cái ứng dụng này. Đây là ứng dụng 100% đổi được cái thẻ cào. Không biết là có đúng thật hay không. Đấy, tôi để thử vô đã. Đầu tiên vô thì anh em cứ đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc là tài khoản Facebook nha mọi người. Đấy. Nếu mà anh em nào đăng nhập bằng tài khoản Facebook mà có đi game thì anh em không phải sợ mất. Vì đây là cái ứng dụng của một YouTuber Free Fire 48 ấy, game của tạ ấy. Đây là cái ứng dụng của game của tạ kết hợp với vài người là để phát triển ạ. Thì nghe ngay nói là cái ứng dụng này là có thể đổi thẻ cào lag nhỉ. Sau thì vòng quay này, tin tức này, cái tiếng giống như trong game mọi người ạ. Đấy, đấy. Sao không có gì hết ta? Mua video coi, video đây phòng quay may mắn mọi người ạ. Đầu tiên mình muốn nói cho anh em biết, đây, đây là những vòng quay này, vòng quay kim cương này, đây là vòng quay chế tác này mọi người ạ. Ơi rồi, nhìn cũng khá là đẹp, wow, đẹp đấy. Vòng quay vũ khí, hơi bị lag mọi người. Đây chỉ vòng quay hàng ngày. Đây. Mình giới thiệu cho anh em vòng quay kim cương. Rồi. Bị đơ quá. Đơ quá mọi người ạ. Đây. Độc tài không gian ấy. Quay 10 lần luôn mọi người ạ. Thì cái ứng dụng này quay không mất gì đâu mà. Ứng dụng này quay phải gì. Wow. Đúng mà. Cái tiếng giống hệt trong game luôn. Wow, được khá là nhiều đồ. Nhận. Mơ. Thì cái vòng quay này chúng ta không mất gì nha. Đây là cái ứng dụng từ gì hoàn toàn miễn phí, không cần đặt gì cũng quay được để nhận kim cương đấy. Nhưng mà kim cương này không phải là kim cương trong tài khoản game đâu anh em ạ. Đây là cái kim cương tiếp tin đây mọi người. Đấy, chúng ta sẽ thu thập những số kim cương tiếp tin là quảng cáo đấy, lúc nào cũng quảng cáo rồi. Thì tắt quảng cáo. Đây, chúng ta thu nhập đổi kim cương để chúng ta phô được thẻ cào đây. Đây chắc đổi à. Thì anh ấy nói là cái ứng dụng cái tính năng đổi thẻ cào này đang trong quá trình test và thử nghiệm. Lại quảng cáo. Thì quảng cáo thì kiếm tiền thôi. Đấy, quảng cáo kiếm được tiền thì lại chia sẻ chúng ta để chúng ta đổi những thẻ cào trong đây. Thì chắc là ví dụ một cái app này một ngày kiếm được khoảng 1 triệu đi thì anh ấy tích cho chúng ta khoảng 80% để đổi qua. Đấy, thì chắc là nhiều người nếu mà cái ứng dụng này có đông đảo anh em cùng phố chơi ấy, đấy thì chắc chắn là số người kiếm được thẻ cào sẽ ít. Ví dụ một ngày khoảng 800 thì thẻ cào đi thì đủ 800 người. 800 cho là 100 đi. 100. Nếu mà anh em kiếm được đủ nhiều ấy, kiếm đủ thẻ cào 100 thì chắc người khác không còn lượt đâu người ạ. Đấy. Thì ở đây chúng ta khi nào chúng ta hết vòng quay, chúng ta sẽ share để kiếm lượt quay nha mọi người. À không phải share, xem quảng cáo. Quên. Chúng ta xem quảng cáo để chúng ta kiếm thêm lượt quay. Mục đích xem quảng cáo làm gì? Để cho cái ứng dụng này kiếm được tiền ạ. Đấy, nói chung thế. Đấy, thêm lượt, chúng ta lại xem tiếp. Chúng ta muốn có nhiều lượt quay thì chúng ta lại xem thôi. Đấy, khá là đơn giản, không mất tiền. À, quên. Mình mua quẻ, vòng quẻ vũ khí. Đấy, cái tiếng nghe giống trong game mọi người ạ. Nghe khá là ok. Sao mà server này lag thế nhờ. Wow, được xuống không? Nhật. Vòng quay chế tác. Đấy. Xưa nay mình trong game mình không có tiền để làm kim cương để quay vòng quay chế tác này. Hôm nay thử thử vô test xem vòng quay chế tác được thế nào. Quay. Quay 5 lần luôn. Không mất tiền mày mọi người.
Không mất tiền thì quay 5 lần luôn. Rồi, y hệt trong game luôn. Ui, được bán vé ạ. Nhất.